Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh VN Stock của mình. Thì hôm nay mình tranh thủ làm nhanh một số cái nhận định về một số cái cổ phiếu trên thị trường để các bạn có thêm thông tin tham khảo cho cái phiên dịch ngày mai. Thì trước mắt mình view lại một xíu là ngày hai về cái cổ phiếu HPG ha. Vào ngày 25 tháng 4 là mình có một cái nhận định về cái cổ phiếu HPG này ha. Thì trong đó thì cho đến tại thời điểm này cái cổ phiếu HPG thì nó đã tăng cũng kha khá rồi, và đặc biệt là hôm nay nó tăng trần, cho nên mình muốn review lại một xíu cái phần nhận định của mình. Thì cái hôm 25 tháng 4 hơn 25 tháng 4 thì cái tầm giá của nó là đâu đó ở khoảng 22 ha, mình cứ lấy tròn là cái giá 22 đi, thì hôm nay nó đã là 25.1. Mình tính nhanh ra thì là cái nếu như mà bạn mua đúng là có giá 22 thì đến tại thời điểm này là các bạn lời được khoảng 13.41%, tức là cái phần này là sau khi mình đã trừ hết tất cả các phí rồi, phí mua cũng trừ, phí bán cũng trừ và tiền thuế mình cũng trừ. Như vậy giả sử bạn mua được 10.000 cái cổ phiếu này thì bạn sẽ lợi nhuận được khoảng 29 triệu. Cái tỷ suất lợi nhuận này là rất là tốt, chỉ trong vòng khoảng 2-3 tuần các bạn đã có một cái tỷ suất lợi nhuận tương đương với khoảng khoảng gấp đôi cái phần lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng. Thì cái cổ phiếu HPG này là một trong cổ phiếu hiện nay là nó cũng đang khá ổn, kể cả về những cái tin tức nổi bật cộng về tình hình của doanh nghiệp cũng như là cái lợi thế ngành nghề sắt thép trong cái thời gian sắp tới. Đặc biệt là HPG là gần như nó đã trải qua những cái giai đoạn khó khăn nhất rồi ha, hiện nay nó đang trong đà phát triển tốt, nó quay lại với cái guồng làm ăn kinh doanh ngày xưa xưa giờ ha. Những cái lợi những cái việc mà đầu tư vào cơ sở vật chất, vào hạ tầng, vào tài sản giai đoạn trước là gần như là nó đã hoàn thành rồi. Hiện nay cũng còn một vài cái dự án lỡ dở, nhưng mà là cái phần này nó vẫn nằm trong plan của HPG. Cái tiếp theo nữa là mình với cái tầm giá này thì mình có nên bán ra hay mua vào hay là làm như thế nào? Thì cái phần này mình nhận định rằng là đối với cái đồ thị ngày hôm nay là quá đẹp. Thứ nhất là cây khối lượng nó lên cao màu xanh, cái nền giá nó lên cao hẳn và cái RSI nó hướng lên ha. Như vậy là riêng cái mặt đồ thị là cái phần này là rất ok. Cái phần tiếp theo nữa là mình sẽ quan sát cung cầu. Như các bạn thấy rằng là cái cung cầu bên này là mua chủ động hơn 8 triệu, bán chủ động 5 triệu ha, cái chênh lệch, cái độ chênh lệch này rất lớn. Nước ngoài mua vào nhiều hơn bán ra ha, cái tín hiệu này cũng là tín hiệu tốt. Và cái khối lượng ngày hôm nay nó đã lớn hơn rất là nhiều so với khối lượng trung bình của 10 phiên trước đó. Cho nên cả cả những cái số liệu về mặt cung cầu và cái tỷ trọng khớp lệnh như thế này là mình thấy rằng là HPG đáng để chúng ta có thể là giữ tiếp và chúng ta mua thêm. Nếu như các bạn chưa có cổ phiếu thì chúng ta cũng có thể mua được. Các bạn đã giữ cổ phiếu thì chúng ta cũng có thể mua thêm được một chút. Với những cái tín hiệu cung cầu và đồ thị như thế này thì nó đạt cái cơ sở cái phương pháp luận của mình ha. Còn các cái chỉ báo kỹ thuật trên Faen thì nó cũng chỉ ra rằng là chúng ta đang ở trong cái trạng thái mua mạnh. Như vậy thì đáng để chúng ta thử nghiệm cái cổ phiếu này cho các phiên giao dịch sắp tới ha. Rồi, cái phần cổ phiếu HPG là như vậy. Thì cái phần tiếp theo mình sẽ review một vài cái tài khoản cái cổ phiếu mà mình đang nắm giữ ha. Ở đây thì trong cái tài khoản BSC của mình đây ha, riêng cái cổ phiếu TEG thì mình đã nói trong nhiều clip khác rồi, cái phần này mình mua từ khi trước khi mà mình hình thành được cái phương pháp suy luận ha. Còn đây những cái cổ phiếu nhỏ nhỏ lẻ 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 ở đây thì mình không tính. Hiện nay có hai con mà mình đang giữ ở trong cái tài khoản BSC là con TEG, thì cái con này thì mình sẽ tìm cách mình xử lý sau. Còn cái con CTD hiện nay thì mình đang giữ ở khoảng 20 triệu và hiện nay đang âm 3.54% ha. Cái tỷ trọng này nó vẫn chưa gắn cái mình nó chưa tới cái ngưỡng cái mình cắt lỗ. Thì bây giờ mình sẽ review cái cổ phiếu CTG tiếp tiếp để mình nhận định xem là ngày mai mình ứng xử nó với nó như thế nào ha. Cái việc thứ nhất là cái cổ phiếu nó đang lên, cổ phiếu cái giá nó đang lên thì nguyên tắc của mình là nó đang lên thì mình kệ đó, mình không có bán ha. Cái thứ hai là ai nó đang hướng lên cũng là một cái điều tốt. Như vậy là những cái tín hiệu này là ít ra là dự báo rằng là CTG nó chưa xảy ra cái trạng thái xấu . Cái tiếp theo là về mặt cung cầu. Cung cầu ở đây là nước ngoài mua vào là coi như là 1 tỷ đi ha,
mua nhiều hơn bán, mua nhiều hơn bán, riêng cái tín hiệu của nước ngoài là mình thấy ok. Cái thứ hai nữa là cái khối lượng bán chủ động thì nó nhiều hơn cái khối lượng mua chủ động, nhưng mà hôm nay là giá nó vẫn lên à, như vậy thì chứng tỏ rằng là cái lượng hấp thu về 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 cổ phiếu này và cái giá này nó cũng ổn. Cái tiếp theo nữa là cái khối lượng mua bán hiện nay nó nhỏ hơn khối lượng mua bán trung bình của 10 ngày. Như vậy là tổng thể có cái tín hiệu bù trừ lẫn nhau, thì cái cổ phiếu CTD này ít ra là nó chưa rơi vào cái trạng thái xấu. Trong trường hợp mà nếu như kết thúc phiên của ngày mai mà cái cổ phiếu này nó xuống khoảng hơn 5% là chắc mình sẽ canh mình bán ngay ha. Mình canh mình bán ngay cái cổ phiếu này. À, tại vì là mình cũng đưa ra một vài cái quy tắc đối với bản bản thân là mình không để lộ quá nhiều trên một cổ phiếu. À, như vậy thì ở trong tài khoản này là mình có hai cái. Thì đối với trong cái tài khoản VPS đây ha, thì mình cũng có khá nhiều cái cổ phiếu, trong đó có một vài con mình mua nhỏ nhỏ lẻ lẻ thôi. À, con IMB này mình cũng đã bán, mình chốt lời mới rồi. À, hôm bữa chốt lời cũng gần 7%. À, và hiện nay cái lô còn lại thì nó có điều chỉnh giá xuống thì vẫn còn lời. À, FPT thì cái cổ phiếu này mình mua mình tích lũy rồi ha. À, mình mua lâu dài cho nên mình cũng 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 chưa tính toán gì nó nhiều lắm. Cái TEG thì cũng như vậy. Cái TEG thì mình cũng giống như mình mua trên BSC vậy. Cái phần này thì ngày xưa là mình mua nó cũng chả có phương pháp luận gì chính xác lắm. Cho nên hiện nay vẫn còn bị lỗ một chút. Thì sáng hôm nay mình có bán bớt một 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 ít để mình lấy tiền mình xử lý việc khác. Cổ phiếu VIP, à, cổ phiếu VIP thì hiện nay là đang có lời một chút. À, RE thì đang bị lõm một chút và cái CTG thì cũng lõm một chút. À, như vậy thì trong cái tài khoản này mình cũng nhiều tiền, à, mình cũng có tầm khoảng gần 200 triệu ở trong cái tài khoản này. À, nó bao gồm cả cái phần margin này nọ nữa ha. Còn kể cả phần cổ tức của FPT sắp tới nó cũng về nữa, nó cũng nằm hết hết ở trong này. À, như vậy thì mình sẽ review tiếp cái cổ phiếu TG, cái VIP, à, cái RE và cái CTD ha. Đầu tiên mình sẽ phân tích cái cổ phiếu TG. Cái cổ phiếu TG thứ nhất là nó đang tăng, khối lượng tăng, RSI tăng ha. Cái MACD nó tạo cái độ hở như thế này thì mình nghĩ rằng là tốt. Ngày hôm nay thì cái cổ phiếu này nó diễn biến nó khá lình xình, cho nên mình đã quyết định mình bán ra một ít vào 6.4 ha, mà không ngờ là chiều nay nó đã lên được 6.5. Nhưng mà với cái tín hiệu về 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 đồ thị như thế này thì cái diễn biến của TEG trong các phiên tới nó sẽ tốt. À, kể cả khối lượng về cung cầu, à, các bạn thấy là mua chủ động lớn hơn bán chủ động gần như là gấp đôi, à, mua nước ngoài mua vào nhiều hơn nước ngoài bán ra. Như vậy là những cái tín hiệu về của cái TEG này cũng tương đối tốt, và cái trạng bà thái chỉ báo về kỹ thuật tốt, cho nên cái cổ phiếu TEG này mình vẫn còn giữ được ha. Vẫn cần nhớ được và vẫn còn cái kỳ vọng để cho nó lên, cái giá nó lên. Cái phần tiếp theo nữa là cái cổ phiếu VIP ha, VIP đây. Cái công ty cổ phần vận tải xăng dầu ha. Về bản chất là hôm nay nó có âm, tỷ trọng âm có 0.22% thôi. Cái tỷ trọng này nó cái độ giảm này nó không không phải quá lớn. Nhưng mà rồi cả hai phiên là nó gãy. Mình mua thì mình mua ở cái thời điểm cái giá hình như là của phiên ngày hôm trước. Ở đây một chút nè, à, đây một chút và đây một chút. À, nhưng mà là hiện nay với cái tình hình này với cái tình hình mà mua cái số liệu về mua bán như thế này nè, à, thì mình thấy rằng là cái cổ phiếu này nó vẫn ổn, nó vẫn chưa có vấn đề gì xấu xảy ra. Mua bán chủ động này nọ, cái tỷ trọng khối lượng này với lại là cái việc mua nhiều hơn bán như thế này thì mình tin rằng là cổ phiếu này nó vẫn chưa rơi vào cái diễn biến xấu, mình sẽ tiếp tục theo dõi ở cổ phiếu này. À, cái tiếp theo nữa là cái cổ phiếu RE ha. RE thì lõm một xíu, mình bị lỗ một xíu ở đây, nhưng mà nó cũng chưa tới cái ngưỡng mình phải cắt lỗ đâu. RE hôm nay là, à, tạo cái nến xanh cũng là một cái tín hiệu tốt này. À, cái đồ thị thì chưa có những cái diễn biến gì nổi bật ngay ở trên đồ thị này. À, nhưng mà là cái tỷ trọng mua bán nó cũng tương đối cân bằng ở đây. À, cho nên là riêng cái cổ phiếu RE thì mình cũng 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 chưa có cái phương hướng mình hành xử. À, với lại là tạm thời cái tỷ lệ lỗ nó không đáng bao nhiêu. À, nó coi như là cũng cũng hòm hòm, cũng gần bằng với cái giá mà mình mua vào, à, bị lỗ đâu đó khoảng gần 1%. Những cái biến động như thế này mình nghĩ rất là bình thường, cho nên là riêng cổ phiếu RE,
mình vẫn tiếp tục giữ lại. Cái tiếp theo là cái cổ phiếu CTD ha, CTD ở đây. CTD cái cổ phiếu của mình là ở đây. Hôm nay RSI hướng lên, nến xanh có tăng một cái biên độ nho nhỏ ở đây. Về tín hiệu kỹ thuật như vậy là cũng ổn. Cái vấn đề cung cầu thì nước ngoài mua vào nhiều hơn bán, nhưng mà ở trong nước thì bán ra nhiều hơn mua. Khối lượng thì nhỏ hơn số khối lượng trung bình của 10 phiên. Như vậy là qua tín hiệu cung cầu là tương đối nó bù trừ cho nhau ha. Cho nên cái cổ phiếu này nó cũng chưa rơi vào những cái diễn biến xấu. Và hiện nay nó đang tăng giá thì mình cũng ok, cổ phiếu này mình vẫn tiếp tục nắm giữ. Cái cổ phiếu IMB ha, thật ra mình cũng chỉ còn mấy con thôi, nhưng mà là hôm bữa mình có giới thiệu trong cái nhóm Zalo của mình, mua một số bạn cũng đã có lời rồi, và hình như còn một số bạn đang nắm giữ thì mình đang review lại thêm một xíu để cho các bạn có thêm thông tin. Cái hiện nay là cái tỷ trọng cung cầu là tương đối ổn nè, cho nên cái cổ phiếu này vẫn giữ được, vẫn chờ cái kỳ vọng, vẫn chờ kỳ vọng lên lên giá được ha. Mặc dù là đang hướng xuống một xíu, giá hôm nay đỏ một xíu, nhưng mà không phải vấn đề gì lớn. Từ cổ phiếu này là nó biến động cũng cái một cái bước giá của nó cũng tương đối cao ha. Cho nên là mình nghĩ rằng là cứ chờ theo dõi hết cái phiên ngày mai, nếu như có lời đạt kỳ vọng một xíu khoảng hơn 3-5% là các bạn cũng có thể bán ra để chốt lời được rồi ha. Có hôm bữa, cách đây mấy bữa thì nó cũng đã lên khá cao ha, 5-7 năm mấy rồi. Mình cũng đã review qua cái danh mục của các cổ phiếu của mình rồi. Thì hồi nãy mình nhắc lại là cái cổ phiếu HPG của mình là mình giới thiệu từ cái ngày 26 tháng 4 thì đến nay là nó đã lợi nhuận đã lợi nhuận đâu đó là khoảng hơn 13% trừ hết các phần phí ra. Và các cổ phiếu trong cái danh mục mình đang nắm giữ thì vẫn ok. Và hôm bữa thì mình có giới thiệu cho các bạn là trong cái clip của mình là cái cổ phiếu MSH, mà cái cổ phiếu này là mình cảnh báo dựa trên cái tín hiệu sớm để các bạn mua. Thì riêng cái cổ phiếu này hiện nay nó đang rơi vào cái tình thế nó hơi khó xử. Tại vì mình giới thiệu cho các bạn là cái phiên, hình như là cái phiên này. Không, mình giới thiệu ngay tại cái phiên này, cái phiên mà điểm nghẽn khối lượng này. Mình thì các bạn là nếu như mua thì chắc là đã mua vào cái cây này. Mua ngay vào cái cây này. Tại vì tối ngày hôm đó thì mình mới làm cái clip này. Như vậy thì các bạn đã mua vào cái cây này rồi. Thì mua ngay cái cây này thì cuối phiên là hình như nó gãy một chút, nhưng mà ngày hôm nay thì nó đã lên lại. Hình như trong cái danh mục của các cái bạn mà trong cái nhóm Zalo của mình thì cái cổ phiếu này đang âm một xíu thôi, chứ cũng khoảng 1% thôi. Thì cái này diễn biến này cũng bình thường, cho nên không có gì xảy ra cả. Cái này cổ phiếu này mình sẽ tiếp tục mình theo dõi tiếp, đồng hành cùng với mấy bạn ở trong các cái phiên tới để xem thử là cái diễn biến của MSH nó có đúng với nhận định của cái kênh của mình không. Về cung cầu thì hiện nay nó diễn biến nó có hơi xấu một xíu, nhưng mà cái giá tăng thì vẫn ổn nè ha. Diễn biến mà bán nhiều hơn mua nhưng mà giá tăng cũng chứng tỏ được cái lực hấp thu rất là tốt. Cái cổ phiếu này nó cũng tương tự như cái diễn biến của cổ phiếu CTD hiện nay. Và cả hai con này, một con thì mình nắm giữ, còn một con thì mình chỉ mới khuyến nghị các bạn thôi. Thì lúc đó thì mình sẽ theo dõi ở trong các phiên tiếp theo. Mình review nhanh một vài cái cổ phiếu mà để ngày mai các bạn có thêm cái thông tin để tiến hành giao dịch. Thì thường là như thế này nè, một là mình review, mình theo dõi những cái cổ phiếu mà mình đang nắm giữ ở đây, và mình đang theo dõi ở đây, ví dụ như cái cổ phiếu MVG ha, mình cũng đang nắm giữ cái cổ phiếu này ở bên trên cái tài khoản SSI. Cái tỷ trọng cung cầu như thế này là mình thấy ổn nè ha. Và về mặt đồ thị thì mình nghĩ rằng cái mặt đồ thị thì nó cũng đang ổn. MVG đồ thị này cũng ổn nè ha, tạo cái cây, cái nền giá cao nè, cái giá cao khối lượng cao rồi này hướng lên, cung cầu như nãy mình đã show cho các bạn thấy là cổ phiếu này ổn. Như vậy là các bạn có thể tiếp tục ngay cái cây này cũng có thể mua được nè ha, mua được và đang chờ kỳ vọng nó lên ở các cái tầm giá cao hơn. Mình nghĩ rằng với cái con này thì cái tầm giá 90 là tầm giá dễ đạt được nhất ha. 90, 95, 100, những cái tầm giá này là mình nghĩ rằng là có khả năng đạt được. Các bạn có thể theo dõi cái cổ phiếu này mua vào, và bản thân cái giá này nó mình nhận định nó cũng tương đối hấp dẫn đối với cổ phiếu MVG.
cho nên các bạn có thể mua, nhưng mà nhớ duy trì cái nguyên tắc cắt lời cắt lỗ của mình ha. Cái cổ phiếu BBC thì hôm bữa mình cũng khuyến nghị mọi người mua thì hôm nay nó cũng tăng trần ha. Cái cổ phiếu BBC này nó cũng tương tự như cái HBG, mình cũng có khuyến nghị mua và tăng trần. Thì hôm nay mình có giới thiệu cho các bạn ở trong nhóm mình nói rằng cái DigiWorld này có thể mua được này ha. Thì mình sẽ view thử cái DigiWorld. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn trong nhóm mình là cái DigiWorld mình mua được ha. Thì ở trong này mình về mặt đồ thị thì đương nhiên là các bạn nhìn thấy là cái diễn biến này là diễn biến cũng có thể là mua được ha. Về mặt cung cầu thì cái tỷ trọng cung cầu này là tương đối tốt ha, nó đạt cái phần lý thuyết của mình ha. Phần kỹ thuật thì ok là nó cảnh báo mua mua mạnh rồi ha. Như vậy thì cái DigiWorld nó vẫn là cái cổ phiếu đáng để quan tâm ha, trong các phiên sắp tới. Các bạn có thể là thử nghiệm ở các cái cổ phiếu này cũng được. Mình nhắc lại một xíu là những cái cổ phiếu mà mình view ha, mình review mình thấy rằng nó đạt cái lý thuyết của mình. Thứ nhất là về mặt cung cầu, cái nguyên lý cung cầu nó chiếm khoảng 50% cái quyết định, cái tỷ lệ thành công trong cái quyết định mua bán cổ phiếu của bản thân mình này. Và cái thứ hai nữa là chúng ta xem cái phần đồ thị nó có ok không, các chỉ báo kỹ thuật có ok không. Cái việc thứ ba nữa là chúng ta mua, và khi mua chúng ta phân bổ cái vốn đây ha, mua mỗi mỗi lần một ít một ít một ít ha, để là chúng ta có cái cơ hội điều chỉnh những cái sai lầm nếu có. Và còn việc còn lại thì sau khi mua chúng ta theo dõi thật kỹ cái diễn biến cung cầu để chúng ta có những hành xử tốt hơn trong cái cổ phiếu của bản thân, cái cổ phiếu của mình. Thì mình review sơ trước mấy cổ phiếu này ha. Còn khi các bạn có cần những cái cổ phiếu nào đáng để review thì các bạn có thể comment và gửi cho mình ha. Mình cũng sẽ tranh thủ review và mình cập nhật trong cái nhóm nhóm Zalo ha. Nếu các bạn có thích tham gia nhóm Zalo thì có thể là tham gia vào để nhận được những cái tin tức hay những trao đổi chung của các anh em để mình dễ dàng ra quyết định hơn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này ha. Đây cũng là lần đầu tiên mình làm cái clip review nóng mà không phải làm qua 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 các cái slide trình chiếu, bởi vì làm slide nó rất là lâu, cho nên mình sẽ định hướng mình làm dần theo cái kiểu này. Mình sẽ review thực thực tế trên cái danh mục của bản thân mình nắm giữ, mình review cái danh mục của mình giới thiệu cho một số anh em trong cái nhóm Zalo, và mình review một vài cái cổ phiếu mình quan tâm ha cho cái phiên giao dịch sắp tới. Như vậy thì hy vọng rằng là cái với cái cách làm này thì cái số lượng cổ phiếu mình view được nó sẽ nhiều hơn và giúp cho các bạn có nhìn nhận được cái tổng quan, nó vừa thực tế của bản thân mình đã trải qua giao dịch, nó vừa thực tế là mình đã khuyến nghị cho mọi người, và nó có thêm một cái phần nhận định cho cái phiên giao dịch ngày tiếp theo. Như vậy thì mình nghĩ rằng là với cái cách làm này nó sẽ phù hợp hơn cho các bạn theo dõi bám sát được và liên tục được trên 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 cái diễn biến của thị trường chứng khoán ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và rất mong các bạn ủng hộ cái clip của cái kênh của mình ha. Rất mong các bạn like, các bạn subscribe, các bạn chia sẻ cái clip để ủng hộ mình có thêm cái động lực ha, làm việc tiếp trong các clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.